Thì đồng đội hết đất. Bây giờ đến Tuấn Anh. Ôi ôi. Nghệ sĩ. Hello, ngoài đường biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Chiều ngày hôm nay mình đang có mặt tại đại bản doanh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại trung tâm thể thao Hàm Rồng. Vào chiều ngày mai, thầy trò huấn luyện viên Kiatisak sẽ có cuộc đối đầu với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku vào lúc 17 giờ. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay thì mình đã xuống đây để ghi lại buổi tập của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, chuẩn bị cho trận đấu rất hấp dẫn ở vòng 1 V-League 2023. Còn bây giờ thì let's go thôi. Đâu để xem cầu thủ nào bước ra đầu tiên nha. À đây rồi. Đây rồi. Ô ơi. Vẫn đam mê cà phê ông bầu mới sợ chứ. À quần áo nè. À. Hello em yêu. Quan tâm em tí hả? Gì vậy hả? À, Dũng Quang Nho. Dạ, Dũng Quang Nho. Ông Hoàng, bên bên đây. Ông Hoàng xin mời. 16 trên 28 cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tham dự mùa giải năm 2022 bây giờ đã nói lời chia tay đội bóng để đến với các câu lạc bộ khác. Như vậy là đội bóng Phố Núi thay máu 60% lực lượng bằng những nhân tố đã được cho mượn đến các câu lạc bộ ở giải hạng nhất cũng như V-League được rèn giũa trong những năm vừa qua. Liệu họ sẽ thi đấu như thế nào ở mùa giải năm 2023 này? Có những khó khăn đang chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Kiatisak. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều những niềm hy vọng và sự chờ đợi dành cho thế hệ thứ ba của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Ngày hôm nay thì ngoài đường pitch rất vui khi được mang đến cho quý khán giả những hình ảnh về buổi tập trước trận đấu giữa câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở ngày mở màn của V-League 2023. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Dạ, em chào anh. Lê Văn Đại, cầu thủ cùng lứa với Công Phượng Tuấn Anh sân trường. Lê Văn Đại cũng là người góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc. Còn đây là Phan Du Học. Du Học cũng đã được rèn giũa ở nhiều giải đấu từ giải hạng nhì quốc gia đến hạng nhất quốc gia. Và ở phía bên cạnh Du Học chính là Văn Anh, chú họ của Nguyễn Văn Toàn. Còn đây là Đình Bảo, tân binh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Đây là một gương mặt rất là quen thuộc, đó là Thanh Bình. Thanh Bình đã được rèn giũa ở nhiều đội bóng. Và bây giờ thì Thanh Bình rất tự tin khi quay trở lại chơi bóng trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở V-League năm nay. Lê Minh Bình, một trong những cầu thủ nhận được sự quan tâm của những ai yêu mến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Còn đây là Đức Việt và Tuấn Anh, đội phó của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Lê Văn Sơn, A Hoàng,
bên này là Đình Lâm. Paulo Randall cùng với Pape Diakite, ba ngoại binh của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Quốc Việt, một tài năng trẻ nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ, và bên cạnh Quốc Việt là Dũng Quang Nho. Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Trần Thanh Sơn, những nhân tố ở hàng tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và đây là Nguyễn Hữu Anh Tài, một cầu thủ gốc Huế, Huế mộng Huế mơ. Thanh Nhân, Bảo Toàn, năm nay sẽ là một năm thách thức cực đại dành cho huấn luyện viên Kiatisak với thế hệ 3.0 của Hoàng Anh Gia Lai. Nhà cầm quân người Thái sẽ có những trải nghiệm rất đáng nhớ với những cầu thủ trẻ trung và mới mẻ. Buổi tập ngày hôm nay của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng thu hút sự quan tâm rất lớn của khán giả cũng như là giới truyền thông. Trong đó có các thành viên của đoàn du lịch bóng đá cùng với ngoài đường pitch. Đây là hai thành viên mới của đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pitch, anh Linh và chị Thắm. Rồi em hỏi anh Linh với chị Thắm một xíu đi. Anh dự đoán cái trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày mai sẽ như thế nào ạ? Anh dự đoán 3-1. 3-1 nghiêng về. Nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai. Dạ. Yeah. Thế anh căn cứ vào cái cơ sở nào để anh tin vào một cái kết quả đậm như vậy ạ? Căn cứ vào là tất nhiên là Hoàng Anh Gia Lai vượt qua được cái khó khăn ban đầu, cầu thủ tự tin lên. Dạ. Yeah. Theo anh thì theo anh dự đoán nha, thì ngày mai ai sẽ là người lập công cho Hoàng Anh Gia Lai nếu như là có một cái chiến thắng đậm như vậy? Minh Vương và Tuấn Anh. Dạ. Yeah. Còn chị Thắm ạ? Dạ, chị Tuấn Anh. Tuấn Anh ạ. Dạ. Ủa, đây là lần đầu tiên anh chị đến đây luôn đúng không? Dạ, chị có cái cảm xúc gì không ạ? Chia sẻ giùm bên em. Mê ở trên đây. Mê. Chị muốn chuyển trên đây chị sống luôn. Mê ở đây là mê bóng đá hay là mê gì? Không khí. Giống như là hưởng thụ á. Dạ. Giống như là đi nghỉ dưỡng đúng không ạ? Không khí ở trên này thì rất là mát mẻ. Dạ. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Bạn Tho có vẻ quan sát rất là chăm chú. Mời bạn cho một dự đoán về trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 2-0 dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Ai ghi bàn? Minh Vương và Khôi Minh Vương đi. Một mình Minh Vương mà ghi hai bàn. Hy vọng là Quốc Việt. Quốc Việt. Nếu như Quốc Việt là cầu thủ trẻ hiện tại tiềm năng của Hoàng Anh Gia Lai. Ừ. Nếu như mà được sân từ hiệp 2 thì hy vọng là Quốc Việt sẽ mở màn tương lai sáng sủa cho Hoàng Anh Gia Lai. Ừ. Cảm ơn Tho rất nhiều. Như vậy là phần tập luyện của các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng sắp khép lại.
bây giờ các cầu thủ sẽ ra uống nước trước khi thực hiện các cái tình huống dứt điểm. Cắt đầu bụng. Phải là bạn mà anh cắt một mớ ra cho ông kia rồi để từ từ. Đồ đồng mới đồng mới nha. Sơn, đồng mới nha. Đi dọn dọn ra đây là bạn. Ừ. Những nụ cười rất tươi của các cầu thủ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. À, tức là cả đội sẽ thực hiện các cái tình huống đá xà. Ai đá không trúng xà thì cả đội phải chạy. Pape Diakite. Giờ đến Paulo. Không được. Rồi đến Tuấn Anh. Đến Châu Ngọc Quang. Rồi đến Thanh Nhân. Rồi bị Tuấn Linh chọc quê là dễ hiểu rồi. Nguyễn Hữu Anh Tài hít đất. Đổi bài, không còn chạy nữa mà phải hít đất. Hay quá. Như vậy là thoát. Đến Phan Du Học. Không. Hít đất. Đình Lâm. Hay quá, thoát. Rồi, Bảo Toàn. Vọt xa rồi, hết đất. Quốc Việt, rồi hết đất. Minh Bình. Hay quá. Rồi đến Huỳnh Tuấn Linh. À, Quốc Việt. Rồi hết đất. Rồi Huỳnh Tuấn Linh. Văn Anh. Bay rất xa luôn. Trung Kiên. Rồi. Rồi Châu Ngọc Quang là người thứ hai. Hít đất. Cứ người đã hỏng thì đồng đội hít đất. Bây giờ đến Tuấn Anh. Ôi ôi. Nghệ sĩ, nghệ sĩ. Paulo. Ôi ôi, sật xà. Rồi đến Washington Brandao. Chính xác. Như Zivico. Ra dấu im lặng liền. Cây hài Diakite. Ôi. Hít đất. Ai đây? Trần Thanh Sơn. À, phải thực hiện tất cả bằng chân trái. Hiểu rồi. Văn Sơn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đây là một
pha sút khó, không phải ai cũng thuận chân trái. Lê Văn Đại cũng đã không thành công. Đến Dụng Quang Nho. Chân phải chứ, xin lỗi cả nhà. Bây giờ là thực hiện chân phải. Minh Vương. Rồi, hết đất. Thanh Bình. Chính xác. Quá kinh khủng luôn. Văn Lợi. Vọt xà luôn, hết đất. Đình Bảo. Và đây là A Hoàng. A Hoàng đang ra dáng. Ôi rồi. Hết rồi, hết rồi. Như vậy là chúng ta vừa mới xem xong một phần thi thố rất là thú vị của các cầu thủ. Ai mà đá không trúng xà ngang thì phải hít đất. Và chúng ta cũng đã thấy Tuấn Anh với một pha sút trái bóng xoáy rất là đẹp và đưa bóng chạm xà rất là nghệ thuật, xứng đáng là đội phó của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Ngày hôm nay có sự xuất hiện của giới truyền thông Thái Lan cũng như là cả đại diện đến từ nhà tài trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm 2023 này. Còn đây là huấn luyện viên thủ môn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Cùng cool du ngoạn thiên nhiên, săn quà khám phá, sưu tập thẻ cool đổi quà cực cool, sẵn ngay thẻ khám phá có trong mỗi lốc sữa cool 110 hoặc 180ml bất kỳ, sưu tập 24 thẻ khám phá đổi ngay một gói siêu cool. Thu thập được 36 thẻ khám phá, đổi được một áo choàng biến hình cool. May mắn sang được thẻ đặc biệt, nhận ngay một liều cool siêu cấp. Nhánh tay sưu tập thẻ du ngoạn trong mỗi thùng sữa cool túi 110ml bất kỳ. Tích lũy được 4 thẻ du ngoạn, đổi ngay một túi rút siêu cool, nhiều ngăn tiện lợi. Tích lũy 8 thẻ du ngoạn, đổi được một áo mưa siêu cool. Sang được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay vali du lịch 3D cực chất. Cùng cool, thỏa thích khám phá, săn quà tươi vui. Săn ngay thẻ cool tươi vui trong mỗi lốc sữa cool tươi vui hoặc cool dạng chai 90ml. Thu thập được 6 thẻ cool tươi vui, đổi liền tay một sách tô màu ma thuật. Thu thập được 12 thẻ cool tươi vui, đổi ngay một bộ bút tô màu siêu cool. Tích lũy được 24 thẻ cool tươi vui, đổi được một bộ chén đĩa siêu cool. May mắn sẽ được thẻ đặc biệt, sở hữu ngay một xe scooter siêu chất. Chương trình áp dụng từ 1 tháng 10 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2023. Săn thẻ cool ngay thôi các bạn ơi!